nhiều đường tạo chứ không phải một. Thì giờ đưa ra đi người ta góp ý kiến cho. Rồi con hỏi cái người ấy đó, phải đặt cái câu hỏi cái tạo thế nào làm sao người ta biết. Giờ tùy theo hoàn cảnh của mình đó, mình muốn tạo bằng cái kiểu gì thì đưa ra người ta góp ý kiến cho. Rồi đợi con qua câu hỏi sau rồi hỏi người đó. Câu hỏi tiếp theo. Nếu ác đức được điện từ âm lưu giữ, phước đức thì được điện từ dương lưu giữ, vậy phước đức âm có phải là được cả điện từ âm và dương lưu giữ phải hay không ạ? Bây giờ cái phước đức mình phải phân biệt như này. Phước đức dương thì nó không thể ở trên trái đất này được. Nó phải đi qua cái bầu hoàng đạo khác, hoàng đạo 2. Mình ở đây âm nó phải được bầu hoàng đạo 1. Thì tùy theo cái phước dương mình muốn đi đâu thì mình phải thích chỗ đó thì thần mới thực thi nhân quả được. Còn mình ở đây, nếu mình tạo, bây giờ nói là tôi muốn làm phước để đời sau trở lại làm người giàu sang, thì ông thần ông mới ghi cái này nè, để nữa thực thi cho mình. Rồi hoặc là mình muốn nữa, tôi muốn phước đức âm nữa, chứ chết tôi làm thần, thì ăn thua cái mình ham muốn đó. Nhưng nguyên tắc cái phước âm thì nó ở trên mặt đất, còn mà cái ác thì nó phải nằm sát mặt đất hoặc chìm xuống mặt đất. Nó mình phải hiểu cái nguyên tắc cái thế giới vật lý này, phước dương ra khỏi cái bầu hoàng đạo 1. Rồi phước âm thì nó nằm ở trên cái mặt đất hoặc cao hơn. Rồi còn ác thì tùy theo cái mức mình phải hiểu này nè. Hiểu cái nguyên tắc thế giới này là cái thế giới vật lý âm dương. Bởi vì mình tu theo đạo Phật mà mình hiểu được căn bản thì mình nó không có sai, chứ không ai lừa mình. Còn nếu mình không hiểu thì gặp mấy ông cũng lừa, lừa đủ chuyện hết rồi. Lúc đó mình tốn tiền vô ích, mà cũng như giống như mình lấy muối bỏ biển chơi cho nó vui, chứ không ăn thua gì. Rồi câu hỏi tiếp đi. Tại sao cô hồn lại không làm giả hoa tiêu ở trên cao hoặc ở trên đỉnh đầu của chung ấm thân mà lại làm giả ở trước, sau, bên phải và bên trái thôi ạ? Mình phải hiểu đó, cô hồn cái đẳng cấp nó có phân nửa thần thôi. Thần cao nhất là bằng núi Hy Ma Lạp Sơn, là 10 cây số, 8 ngàn mấy đó, nhưng mà mình tính cho 10 thôi. Thì thần nó nằm ở phân nửa thôi, không lên cao được. Cái sức của nó chịu vậy đó. Giống như con chim sẻ nó không thể bay khỏi cái đỉnh núi được, mà con đại bàng mới bay nổi được. Nên mình phải hiểu nó vậy. Vì thế mà bởi vậy thành ra trong cái viễn là tôi có nói là thần ở trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn, mà còn cô hồn Chúa đó, nó nằm ở lưng chừng núi thôi, nó có phân nửa vì cái phước của nó nằm không, nó không vượt qua được cái ông thần. Vì thế mà nó không thể tạo có qua tiêu từ ở trên xuống được, mà nó tạo ngang, thấy không, hoặc trước sau vậy thôi, chứ còn không có cao, đỉnh cao nó không lên được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Mỗi cô hồn có thể làm giả bao nhiêu cái hoa tiêu trong một lần thử mình ạ? Giờ nguyên tắc ấy, nó đúng là cái này nó có cái hợp đồng chứ không phải đâu. Ông thần thả thì cô hồn thử, cô hồn có nhiệm vụ là phải thử coi cái người này có thật sự muốn về không, hay là muốn nữa, muốn về nữa muốn không. Có nhiều khi mình thường thường người mà ta tạo công đức á, ta có phước đức nhiều lắm. Vì thế mà cô hồn nó phải thử cái này. Nếu mà mình thật tình muốn về thì phải dứt khoát thì mới về được. Còn nếu mình lưng bừng nói bây giờ nữa muốn về nữa không, thật chắc chắn vừa ngập ngà ngập ngẩn thì chắc chắn thì phải đi theo cô hồn. Nhớ là thần mà thả ra rồi mà đi không thoát qua được cái tay mấy ông thánh này thì phải vô làm chung với loài thánh. Không, phải hiểu cái nguyên lý này. Ông kêu mà ông gạn lại để chi, mọc đi theo phe ổng là. Mình đừng có tưởng là mình có công đức vừa móm nẻ mà ấp a búng là ổng thổi liền à. Cô hồn nó thổi liền, thổi công đức mất liền là bắt đầu mình hết thấy đường đi. Thì ổng dẫn mình đi đâu đi đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Mời cô Nông Thi Nguyệt tham vấn trực tiếp.
Thưa bác, con là Nông Thị Nguyệt, ngụ 42 bis Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đến đây, con xin hỏi bác 9 câu hỏi ạ. Câu thứ nhất, thưa bác, thời kỳ mạt pháp này tại sao không ai nói đến giác ngộ và giải thoát ạ? Bây giờ nói thế này, này. Đức Phật mà khi mà ông ra đời, ông chia ra ba cái thời kỳ. Thời kỳ thượng pháp từ Đức Phật ra đời cho đến 1000 năm sau, thì năm pháp môn của ông dạy hoàn toàn tu đúng, không tu sai một chút nào hết. Mà từ 1001 đến 2000 năm thì Đức Phật, đạo Phật đã mất 50% về năm pháp môn dụng công, 50% đưa đạo thánh đạo thần vô. Bắt đầu từ mạt pháp 2000 đến 3000 năm thì tới 2500 bắt đầu đạo Phật hoàn toàn biến mất. Đạo Phật hoàn toàn năm pháp môn biến mất, không có nằm ở trong cái thế gian này. Có nghĩa là Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 2000 năm rồi hoàn toàn đạo Phật biến mất, không còn là đạo Phật nữa, mà thế vào là đạo thánh. Tất cả những gì trên trái đất này lập ra là hoàn toàn vị thánh lập hết. Vì thế mà đạo Phật biến thành đạo thánh. Còn cái vỏ đó, cái vỏ là đạo Phật là để làm gì? Để cái Phật giáo này nó tồn tại, để đến khi nào mà Thượng Pháp công bố quyền ký ra để đạo Phật trở lại sáu pháp môn. Nhưng mà người ta tu nó quen rồi, nó quen cái đạo thánh rồi. Bây giờ chuyển lại cái đạo Phật người ta khó, trả lời khó lắm. Tuy là nói nhưng mà không hiểu cái đạo Phật. Bây giờ thì tất cả các chùa mình nói bây giờ nói tu, được nói tu tiểu thừa là đông nhất, mà không biết tu để làm cái gì, tu để làm cái gì. Mình nên nhớ rồi. Bây giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến năm pháp môn vật lý và một pháp môn phi vật lý. Hỏi chứ bây giờ con đem hết cái này, con hỏi tất cả cái chùa, quý vị tu pháp nào? Đọc trong đạo Phật, ông Phật dạy rõ ràng đó. Hỏi đi, hỏi không ai tu cái pháp nào. Mà bây giờ bắt đầu có nhiều cái chùa người ta chuẩn lại, người ta tu đúng, đúng một trong sáu pháp môn tu. Nhưng mà rất ít lắm. Bởi vì thế giới vật chất này, cái thời kỳ này là cái thời kỳ hưng thịnh của vật chất. Vì thế mà khó người ta tu để dính rồi thì không khó, khó mà bỏ cái vật chất được. Vì thế mà bây giờ con hỏi vậy thì làm sao biết? Bây giờ thì chùa Tân Diệu có bổn phận là nói lại thôi, chứ không phải là ép ai tu cái gì hết đó. Mà nói lại, bây giờ đạo Phật có sáu pháp môn tu, nói vậy đó. Mọi pháp môn thờ tu như thế nào ta nói là cho mình nghe thôi. Chứ có nghĩa là chùa Thiền Tông Tân Diệu có cái nhiệm vụ này thôi, để nhắc lại rằng 2561 năm về trước Đức Phật đã dạy như vậy. Thì bây giờ chùa Thiền Tông công bố ra là 261 năm trước về trước tu sáu pháp môn này. Nhưng mà cái được công bố nó ngày 14 tháng 5 2017, nhưng mà tới 2019 mới dám nói toàn bộ cái này, đưa ra một cái chương trình. Đó mình phải hiểu, bởi vì chùa Thiền Tông bây giờ có bổn phận này thôi. Vậy cái này nó đúng ra chú không phải không nói, Long Nữ nhờ chú nói là chú nói thôi. Đó, từ 11, 12 năm viết những cái này ra. Đúng 12 năm công bố cái ấy, công bố cái sáu pháp môn luôn. Thành ra làm sao bây giờ đây là mình gọi là mình trình bày để cho người ta biết thôi. Nhưng mà người ta không đồng ý. Người ta nói không phải, chùa Tân Diệu nói là đó của ma chứ không phải của Phật. Thì thôi người ta chửi mình, chửi chứ nói sao. Ông Phật nói còn chửi, phải ông Tổ nói còn chửi không chứ mình, ăn thua vậy. Ở đó mình phải chấp nhận. Chấp nhận Thiền Tông thì phải chấp nhận bị người ta chửi. Rồi con hỏi câu khác. Dạ thưa bác, theo Thiền Tông không thắp nhang và khấn vái, sao con thấy chùa Thiền Tông Tân Diệu bác lại thắp nhang vào những dịp lễ truyền thiền ạ?
Cái này á, ở trong cái bất cứ cái tôn giáo này nó cũng phải giáo kinh, giáo lý, giáo kinh, giáo luật, giáo lễ. Cái giáo đốt nhang này là đốt trong giáo lễ. Chính ngày xưa Đức Phật Thích Ca khi truyền thiền ông Ma Kha Diếp cũng dâng hương, cũng đốt nhang đàng hoàng. Cái đó là cái đốt của nó là trong cái nghi lễ, chứ không phải là đốt nhang giống như các chùa khác ngày nào cũng đốt. Đây duy nhất chỉ có hành lễ. Hành lễ có hai cái trường hợp: an vị Phật, tiễn Phật gia và truyền thiền. Ba cái này đốt thôi, còn tất cả gì không đốt. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, con thấy trên video clip trên mạng đưa tin một cụ bà 93 tuổi ở Hà Nam chết đi sống lại, bác đã xem video clip đó chưa ạ? Con xin hỏi mấy câu ạ. Hỏi đi, chưa coi nhưng mà hỏi đi. Thưa bác, câu thứ nhất, trong lúc ngưng thở, cụ bà thấy ba hiện tượng như: một, ông bà cha mẹ người thân; hai, nhóm người hung dữ; ba, các nhà sư. Như vậy các hình bóng này có phải là các vị thánh thử không ạ? Cái này không phải, cái đó là tự nhiên. Nhưng mà nếu mà người nào mà thấy ba cái trường hợp này là công đức rất ít. Công đức nhiều không thấy cái này, công đức nhiều nó là khác, nó thấy tuần tự khác. Này là công đức rất ít, về được nhưng mà rất ít. Nó là cái này là bằng thực tình là vừa mất là cha mẹ ông bà mình xuất hiện kêu về con về với ba mẹ với ông bà vậy ha. Đó là công đức rất ít mới được nha. Còn công đức khá chút không coi, công đức khá một chút xíu thì không có thấy cái trường hợp này. Công đức khá một chút là do thần thử á. Còn ông nhà sư nó cũng vậy. Thì bởi vì ngày xưa đã tu với ai thì tu với mấy ông sư, thì giờ những người mà đã mất rồi người ta xuất hiện. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, có khi nào thánh thử thêm một hình bóng nào khác ngoài ba lần hiện ra như trên không ạ? Nói đúng ra đây là cái căn bản người ta dạy vậy thôi, chứ sự thật đâu phải mà mình thấy vậy đâu. Nó nhiều chuyện mà người bắt đầu đi vào cái về Phật giới thì người ta nói cho mình ba cái giai đoạn thử vậy thôi. Nhưng mà nắm được cái căn bản này thì người ta thử kiểu nào không thua gì hết. Cái này ta nói dạy căn bản chứ bây giờ ví dụ một cái mà vấn đề mà người thân xuất hiện đâu phải ông bà, nhiều khi không phải ông bà rồi người khác, cô bác chú, người nào mà ngày xưa mà thương mình nhất á, thì người ta xuất hiện. Người ta nói căn bản vậy thôi, có nghĩa là người ta ghi là gọi là gia đình kêu về thì ông bà cha mẹ anh em không cần biết, người ta kêu đó là một cái hình thức. Rồi thứ hai nữa đó là mấy cái người mà hung dữ, như cái bà nãy con nói cái hung dữ. Thì đây là ngày xưa bà cũng sống mấy chục năm thì đương nhiên phải trải qua những cái chuyện mà ở thế gian này đụng chạm bất nhiều rất nhiều. Thì những cái hình ảnh nó sẽ nổi lại. Con nhà sư cũng vậy, hồi xưa được biết gặp bao nhiêu thầy. Thì giờ tất cả những hình ảnh mà bên kia còn nó lưu trong tàng thức của mình á, rồi bắt đầu nó hiện ra, nó kéo ra. Rồi câu hỏi tiếp đi. Alo. Thưa bác, cụ bà kể là thấy có một bầu tròn vàng sáng trong, bên trong trống trơn, không có hình bóng nào cả. Vậy con xin hỏi bác, đây là cái gì ạ? Cái đó là hoa tiêu thiệt. Nếu mà trong cái hoa tiêu mà không thấy cái gì là hoa tiêu thật. Đó là cái, có nghĩa là thay vì chưa tới ông Thánh thử, nhưng mà có nghĩa là dòng tộc thử rồi, thì nó qua được, thì có nhiều khi ông Thánh ông không thử. Ông cho nhìn thấy luôn. Nhưng mà tôi có nói thế này, cái cụ bà này này. Bây giờ, bởi vì từ khi mà công bố quyền ký ra, chưa có người nào về Phật giới mà người ta trở lại, duy nhất chỉ có bà này.
Nó thành ra bà này trả lời để gì? Tôi nói thật, đâu hôm đó dường như là mấy tháng trước có ai hỏi, tại cái cụ này nè, ít công đức quá đi, ông thần mới cho trả lại. Mà bây giờ đó tôi nói thiệt á, người nào mà giúp cái cụ này thì người đó có công đức. Mà hiện giờ bà cụ này trở lại nha, kỳ này bà hốt công đức luôn á. Tất cả những người nào biết cái trường hợp này, tin, chỉ tin thôi, thì bà có công đức rồi. Thì bây giờ con suy nghĩ, người Việt Nam mình bao nhiêu biết người biết bà. Chú thì không có hiểu, chú không biết đánh giá là trong cái mạng là bao nhiêu người. Nhưng mà được, cụ này khi trở về Phật giới công đức vô lượng. Bây giờ ai cũng biết mà, nó hy hữu. Và cái này thì cũng có thể là ông thần muốn cho bà này trở lại để chi? Nói rằng cái thiền tông nó là chân chánh như vậy đó. Hơn nữa bà công đức ít quá, thôi bà lỡ bà kiếm mới công đức nó đi về sao. Nó hy hữu, cái này hy hữu lắm. Tất cả những vị Phật ra đời mà khi công bố quyền ký đều có những cái trường hợp này hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, vì sao cụ bà bị bệnh rất nặng về lục phủ ngũ tạng? Bác sĩ chê không chữa được, bà ăn vào thì ói ra. Mà khi tỉnh dậy thì bà không uống một viên thuốc nào và bà lại ăn uống được bình thường và hết bệnh ạ. Vì sao có... lại có hiện tượng lạ như vậy ạ? Cái này nó dễ, sao đâu có gì khó. Bây giờ mà một vị thần hoặc một vị Phật mà muốn cho một cái người này trở lại lấy, thì trước khi muốn cho bà trở lại phải đóng cái vai trò tạo cho bà bệnh giả. Thấy không? Bà bệnh nghĩa là nói, mấy ông nói đúng là ông thần giật bà đấy, cho bà bệnh. Người ta mới đem vô trong bác sĩ khám bệnh gì. Làm sao mà khám bả bệnh gì không bán được. Là vì sao? Nó che nó lên. Ví dụ bây giờ gia đình nó giật phải không? Quảng hồn chạy vô nhà thương, đem vô nhà thương. Vừa vô nằm xuống rồi ông thần cũng che toàn bộ hết. Che bộ cơ thể bà chê bằng điện tử âm á. Thì những cái kiến X quang bạc là tim mạch hoàn toàn nó tê liệt hết. Đâu có biết. Thì bác sĩ nói, thôi bà chết rồi, thôi đem về. Chính bác sĩ cũng sợ nữa, không lẽ vô đây chết liền. Thành ra kêu bà về. Thì bà về sao? Về tới nhà nằm chút xíu thức dậy. Bởi vì cái này ông thần thực thi nhân quả và đồng thời làm những cái bệnh hoạn cho bà để che mắt người thế gian, che mắt mấy ông bác sĩ với mấy người gia đình. Nếu mà bà không có bệnh thì làm sao đưa vô nhà thương? Mà vô nhà thương thì khám không thấy bệnh, chết hết rồi, tiêu hết rồi, thì biểu đem về. Tất cả những cái đó là do vị thần kêu bằng che, bằng kêu bằng chụp hình tới đâu thì nó che bằng điện âm hết, chụp phổi đe che phổi, đập chụp tim che tim, rồi kể như bó tay, bác sĩ thế gian bó tay luôn. Thì chỉ có nước kêu thôi bà về đi, đem bà về chôn đi. Về tới nhà xong rồi an toàn thì thôi kêu bà dậy. Rồi tôi giúp cho bà an toàn, bà đi về đó. Đây là cái hình thức của một cái vị thần thực thi nhân quả, người ta làm được cái này. Ta sử dụng điện từ âm để người ta giả bệnh. Người thế gian không có biết đâu. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi không nói ra cũng không ai biết được cái gì. Tại làm sao bệnh chết mà không uống thuốc mà sống lại. Nói ra không ai tin thế này. Nhưng mà thiền tông nó có cái chuyện này. Đây là thiền tông là nguyên tắc là phải vậy. Thì cụ này vậy để ta nói mới tin. Chứ giờ nói, tôi nói bây giờ về Phật giới mà bây giờ không có cái trường hợp nào người trả lời nói làm sao người ta tin được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, bà cụ bất ngờ bị xô ngã 2 lần mà không thấy người nào tác động. Vậy thế lực nào đã làm và mục đích để làm gì ạ? Bây giờ á, thần thực thi nhân quả, ông thánh không biết. Ủa bà chết rồi mà sao còn đi đây? Xô bà. Bởi vì thánh không có hiểu ông thần. Xô cho bà chết nhưng mà ông thần đứng kế bên làm sao xô. Té chơi, giống như mình té vô
cái túi gòn thôi, làm sao dập đầu được. À, là do vị thần, ở vị thánh, vị thánh thử. Nhưng mà thử nguyên tắc thử lần không thử, thứ ba không được. Thánh biết, ủa tại sao chù mà không chết. Thì mới suy nghĩ lại hai lần, thì ai thì ông thần đứng kế bên, nó không để ý. Giờ nhìn thấy ông thần bắt đầu chạy liền, thánh chạy liền. Đó. Cái đó là cái thuật của người ta. Bởi vì ông thần cho sống lại thì ông thánh giết không được. Chứ còn nếu mà tới số rồi nha, ông thần mà ông đập một cái mà chưa chết thì ông thánh đập tiếp, đập cho chết luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, sau khi bà cụ mất thật sự có phải gặp lại những hiện tượng như cụ đã thấy không ạ? Không, hoàn toàn không còn thứ nữa. Kỳ này bà trả lời cho bằng công đức, nó không ông thách, ông thần cũng không dám rờ, chứ đừng có nói. Nếu bà đi kỳ sau, hoàn toàn không ai tới nữa. Kinh nghiệm rồi mà. Đã ông thần thực thi rồi, và ông cứu lại mình, đã cho bà tạo công đức bà về. Mà nên nhớ là cái trường hợp này là công đức vô lượng luôn. Có nghĩa là bà giúp cậu mấy trăm ông tạo nhân vô tu vô chứng, chứ không phải một hai ông đâu. Thì trường hợp thứ hai không có. Thấy không? Kỳ sau đi im xuôi luôn. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, vậy chúng con chia sẻ cái video clip này trên mạng có được không ạ? Tốt thôi. Bây giờ nè, thí dụ cái trường hợp này, cũng trường hợp đó, cái con copy quá không? Con để tên con dưới. Rồi trang trí cái hình bả cho đẹp chút. Để chi? Để người ta biết rằng cái người này của người này. Thí dụ những con nhìn thấy 100 người coi thì thế nào con cũng có được 100 công đức. Chính cái thời buổi này là tạo công đức rất dễ. Copy của cái bà già này. Copy già. À. Bây giờ tôi nói từ khi mà có cái chuyện này nó xảy ra rồi, mai mốt muốn tạo công đức, tất cả những cái gì mà hay con cứ copy ra để cho người ta xem. Nó xem thì người ta thì 10 người mà hiểu được 5-3 người thì mình cũng được 5-3 cái công đức. Chính cái này là tạo công đức rất dễ, không có tốn đồng nào hết. Chỉ tốn cái tiền mà mình không biết, mình mướn người ta, mướn mấy ông chuyên môn móc ra để tên mình vô thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác ạ, con xin hết ạ. Dạ, câu hỏi tiếp theo của vị Nguyễn Văn Sang ở thành phố Hạ Long ạ. Khi mình mất thân thì chung ấm thân làm sao, bằng cách nào mà biết mình mất được bao lâu ạ? Cái này là do cái công đức của mình có, mình mới biết, chứ mình không có công đức thì thôi khỏi biết. Không có công đức, có phước đức thì nó chập chờn thôi. Còn nếu mà ác đức thì thôi khỏi, ác đức thì thôi nó đẩy mình, nó xô mình đi luôn. Có nghĩa là mình muốn biết cái này là phải có công đức thì mới biết được cái này. Còn có phước đức không cũng không biết được. Phước đức là trở lại với tư cách, có nghĩa là phước đức chưa dội đi thì mình trở lại với tính cách là cái người mà ở trong dòng tộc mà không chịu ở dòng tộc. Nó vậy thôi. Chứ đừng có mong, muốn biết những cõi âm thì phải có tạo công đức cho nhiều. Rồi bắt đầu nó mới phá được cái thế giới vật lý này, mình mới thấy được, mới biết được. Chứ giờ giống như mình bị đuôi hỏi chứ làm sao tôi thấy này thấy kia, làm sao đuôi còn thấy gì. Làm sao mà mở con mắt ra thì mới thấy, không mở thì đừng có thắc mắc gì thôi. Bởi vì Thiền Tông ra đời là ta báo cho biết rằng muốn thấy cõi âm thì phải tạo công đức. Mà nó nhớ rằng thấy để làm cái gì, giờ biết cái công thức rồi thì chịu khó tạo công đức chạy về thôi. Thế gian này đừng có dính mắc cái gì nữa hết rồi. Có nhiều khi mình muốn thấy cõi âm rồi mai mốt cũng quen làm bạn với nó, rồi trước khi đi cái lại rủ bắt đầu vô lại và chết. Có nghĩa là mình biết thì hiểu vậy thôi. Đừng có làm bạn với mấy cái ông cá âm, làm bạn mấy cái ông có chừng rồi xuống rồi làm huynh đệ luôn cái đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, sau khi mất 30 phút thì chung ấm thân đang bị vị thần giữ và dòng tộc đứng xung quanh. Vậy cho con hỏi, họ hàng dòng tộc là người đang sống hay là người đã chết? Và chung ấm thân có nhìn thấy và biết được cái thân mình đã chết không ạ? Bây giờ
cái mà cái cõi vô hình là người chết chứ người sống không thấy đâu, người sống ta không, ta đâu có đi vào thế giới vô hình được. Còn ý sao con hỏi gì? Vậy cho con hỏi họ hàng và dòng tộc, người là, sống hay người chết? Cái đó là người chết, có ý sao là gì? Và chung ấm thân có nhìn nhận được là mình đã chết không ạ? Bây giờ đó, nếu mà người tu thiền tông biết, còn người không tu thiền tông không biết. Vì thế mà nó có cái trường hợp là tại sao mấy cái người mà cái đám tang đó, mấy cái kiến thì dán lại hết. Tại vì cái ta tưởng ta ngủ thức dậy ta đi thôi ta không để ý. Nhưng mà khi người ta đi qua cái kiến, ủa sao không thấy mình, là bắt đầu ta mới hiểu mình chết. Còn bởi vì nếu mà vô thiền tông thì nó có những cái giai đoạn, một công đức, phước đức, ác đức, rồi đi đâu mà bạch. Nếu vô thiền tông nó đã bảo trước cho mình mấy ngày rồi thì mình đương nhiên mình biết. Chính cái người tu thiền tông mới sáng suốt ở chỗ này nè, còn người không tu thiền tông không sáng suốt được, không hiểu đó. Mà khi đợi thần thực thi nhân quả mới biết. Mà bây giờ muốn mà chết á, mà muốn mà nhìn thấy này kia là phải mình vào trong cái dòng tộc á, mà không chịu đi luân hồi thì mới thấy được thôi. Còn nếu vô dòng tộc vô rồi thôi, không có hiện hồn biến tướng gì hết á, hoặc là đi trả nhân quả, không có cái chuyện này. Mình suy nghĩ gì? Giống như mình ở đây, mình định cư ở bên Pháp, mình làm sao mình ở đây mình lãng giảng ai được, nó qua bển rồi còn đâu, ở bên đây lãng giảng gì được, không được. Thành ra tất cả những gì mà muốn thấy thì nó có hai cái dạng. Một là ở trong dòng tộc mà không chịu luân hồi. Hai là cô hồn giả nhớ nha, chứ không phải mình, vô mình không giả mình được, mà cô hồn nó giả mình được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, ầm ầm vọng thức dậy, cuồn cuộn vọng tánh dân. Cho con hỏi, vọng thức dậy và vọng tánh dân có nghĩa là gì? Con chưa hiểu ạ. Bây giờ cái thế gian này nè, khi mà con mất rồi đó, thì con mới nghe được cái sóng âm của trái đất này. Bởi vì mình thấy ở đây mình tưởng đâu trái đất nó quay im, cái sự thật cũng quay âm ầm chứ không phải giỡn đâu, quay bằng điện từ. Giống như mấy cái người mà không điếc á, mà đi vô cái thác nước á, nó chạy mà nghe dữ lắm ha. Mà cái người điếc rồi vô không nghe gì hết. Trong thế giới này, trái đất này nó luân chuyển, người mình không nghe, nhưng mà tụi cô hồn nó nghe. Nó nghe cái sức quay của trái đất, sức đi của trái đất, sức gió của trái đất. Mình đây chỉ có bão lớn á, mình mới thấy thôi, chứ còn nhỏ mình không thấy. Cái không khí mà nó đi bình thường mình không thấy, mà cô hồn nó thấy. Đi vô làm cái loại trung ấm thân, bắt đầu nghe cái này. Thành ra nó làm nó đảo lộn hết cái mà, ví dụ bây giờ người ta muốn tu đi đâu á, nhưng mà vô đó không kiểm soát được đâu. Mà duy nhất á, ví dụ mình muốn tu mà lên cõi trời, lên cực lạc đi, mình đừng có tưởng là mình tu cực lạc mình lên dễ đâu. Ví dụ bây giờ lên cực lạc anh có công đức 1 triệu phần công đức thì đi lên được. Thấy không? 1 triệu phần công đức này sử dụng bao nhiêu ngày trên đó? Thấy không? Nếu mà trường hợp, ví dụ mà 1 triệu công đức ấn định là đường đi về Phật giới, về nước cực lạc là 1 triệu phần công đức, thì chỉ đưa lên được tới đó thôi, 1-2 ngày trở lại. Còn nếu mà 1 ngàn, 1 triệu lẻ 100 thì ở được 10 ngày. Lên được nhưng mà ở 10 ngày trở lại. Vì thế mà tại sao con người ta có nhiều người chết á, mới đẻ ra 4-5 tháng chết, tại sao nó chứ cái phước nó hưởng có mấy ngày thôi, mấy tháng thôi. Mình cũng vậy, lên cực lạc cũng phải vậy. Còn khi nào mình đủ á, thì mới sống được 10.000 năm. Mà đi lên đó nó còn lượt, chứ không phải mà nói muốn vô đâu. Phước đức anh mà bỏng sẻn quá nó đẩy anh xuống hạ phẩm hạ sanh. Còn phước đức anh mà thanh cao nó đẩy lên thượng phẩm thượng sanh, đi vô từng bậc mà, từng bậc của cái cửu phẩm liên hoa của cái cõi A Di Đà. Cõi A Di Đà nó coi vậy chứ nó cái thứ bậc nó nhiều giống như trái đất này. Mà nó đây là cái duyên mình là học
lớp 1 ngưng, hoặc là học lớp mấy nó ngưng, là do cái phước của mình. Tới được hoàn cảnh đó là mình không thể học được, mới học lớp 5, lớp 7, lớp 3 gì đó thì nó hết. Đó là cái nghiệp, giống như mình ở đây giảng sanh lên nước Cực Lạc cũng vậy. Anh lên đó ở được bao lâu? Cái phước anh đi thì đúng rồi, lên được rồi đó, nhưng mà còn cái phước mà sống nữa. Anh mới hiểu cái chỗ này, cái phước sống ở trên đó là bao nhiêu nữa. Đủ thì mới sống đủ 10.000 năm. Mà thanh cao thì mới được kiểm thiền và cho đi học thiền. Còn nếu mà bỏng sẻn lên đó, thứ nhất mấy người tu tịnh độ mà chấp này kia nọ lên trển xuống hạ phẩm hòa sanh cũng làm tiên được chứ không phải không. Nhưng mà không được đi học, không được học cái giải thoát này. Muốn học giải thoát đây thì anh phải trong sáng bằng cái tịnh, cái A Di Đà đó, phải trong sáng mới cho đi học. Giống như nhà nước mà muốn tuyển ra đi thi vậy, người nào ưu tiên, người nào giỏi thì nhà nước mới bảo trợ cái tiền này, gọi là học bổng á. Nó mình phải hiểu vô cái thế giới nhân quả này nó ghê gớm lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Muốn phải thấy mình, bây giờ mình thấy cái thiền tông này ra đó, mình thấy nó bình thường, chứ sự thật á, bây giờ tôi nói á, người Việt Nam biết, người Pháp không biết. Và làm sao đây? Làm sao người Pháp mới về? Mà người Pháp chỉ có đường là lên trời thôi, chứ không ra được đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cái ý thứ hai là khi nào thì gặp hiện tượng này, khi ấy chung ấm thân có phải đang bị vị thần giữ không ạ? Chung ấm thân là cái hình thể là trung chuyển để đi. Ông thần có nghĩa là con mà con trung ấm thân biến ra đen thùi là nó đẩy con xuống dưới 18 tầng địa ngục. Khỏi có thỏa thuận gì hết á. Không? Trung ấm thân mà muốn nói chuyện với thần thì duy nhất chỉ có công đức. Phước đức không được quyền. Đó, phải có công đức ít nhiều. Đó là có mà nhìn thấy được ổng thì bắt đầu mới làm luận ổng được. Còn nếu mà sanh ra mà thôi rồi không thấy vậy thôi. Thấy một phước đức dương là thấy mờ mờ, ổng thực thi thôi, không được quyền nói ổng. Đâu có biết ổng đứng mình gần mình đâu mà mình thực thi, mà mình nói chuyện với ổng. Chừng nào mình có công đức mới đủ tư cách nói chuyện với ông thần, với ông thánh. Còn không, hoàn toàn vừa mất là ổng thực thi nhân quả liền. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, thời gian sau khi chết 5 phút, 30 phút, 8 giờ và các cái hoa tiêu là tương ứng với thời gian như trên là không thay đổi hay có sai số về thời gian không ạ? Bây giờ á, ví dụ mình nói là trong vòng 5 phút, có nghĩa là lâu lắm là 5 phút, hoặc là từ 1 phút đến 5 phút, có nhiều người công đức nhiều chết, sống là liền, nhớ là liền. Nó cho ấn định cái thời gian dài vậy thôi, chứ không phải là 5 phút. Có nghĩa là lâu lắm là 5 phút, cũng như là ở trong cái bằng 8 tiếng đó. 8 tiếng thì phải kêu bằng, cái người mà ở trong cái dòng tộc đó thì 49 ngày là sao? Là thương lượng với ông thần. Còn nếu mình nói ra bây giờ, nói giờ là sao? Có nói gì không? Nó thôi, chú vô dòng tộc thì đi liền, có được một ngày thôi, một tiếng hai tiếng thôi. Có nghĩa là kêu bằng cải qua cải lại phải đúng 49 ngày, không quá được. Tới đó mà không chịu thương thì ông bằng cách là thực thi nhân quả luôn. Nếu mình phải hiểu vậy, người ta nói là cái thời gian là dài nhất thôi. Cũng như bây giờ nè, ví dụ người đó nè, anh làm người sống cao lắm 100 năm, đâu có lên, cứ lên 1-2 năm thôi. Còn không ấy, có nhiều khi 3-4 chục đi mất rồi. Có nghĩa là ấn định tuổi thọ con người ở trái đất này 100 năm. Vì thế mà Nguyễn Du nói là 100 năm trong cõi người ta. Ấn định vậy thôi, ấn định là cái số căn bản thôi, chứ có ai lên được 100 năm. Dân tộc mình hiện giờ trên Việt Nam mà chín mấy triệu cao đó, chừng mười mấy người thôi, chứ đâu có ai lên 90 là hết mức rồi, đi hết nổi rồi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vị Trần Bình Minh ở Cao Bằng hỏi: thưa bác,
con biết Thiền Tông đã được 2 năm, con tha thiết muốn được trở về Phật giới. Nhiều lần con muốn bỏ nghề xem bói, nhưng không hiểu vì sao con vẫn chưa bỏ hẳn được. Mong Thầy chỉ giúp con cách để từ bỏ nghề này được không ạ? Bỏ nghề này là có nghề nào sống không? Nếu bỏ cái nghề này có nghề nào sống thì bỏ. Còn không có vẫn xem, làm bạn với cô hồn không sao. Lấy cái số tiền làm bạn của hồn này đem làm một mớ công đức thì vẫn thua gì, mình hiểu thôi. Nếu mà bỏ cái nghề này có nghề nào làm tiền thì nên bỏ. Còn không có, đừng có bỏ. Vẫn xem, nhưng mà mình nên nhớ một điều á, coi bằng vật lý, không coi bằng cái cõi âm nữa. Đa số những người mà ta coi bói thì thường âm dựa. Còn nếu mà mình mà không âm dựa thì phải coi bằng vật lý. Coi tướng tai, tướng mắt, tướng mũi, chỉ tai, chỉ chân gì coi hết. Học cái đó đi, thì nó giống y như kia thôi. Nha. Còn cái cõi âm thường thường là mình ưa hù người ta. Ví dụ bây giờ tôi nói cái chỉ tay ông đó là 80 tuổi chết đó, không cách nào thoát được. Muốn thoát ra được thì anh phải làm phước, thì cái chỉ tay anh nó sẽ kéo nữa. Phước đức mà, thì nó cứu giãn được cái tuổi thọ. Còn hồi đó nếu mà ấn định tới đây 80 tuổi mà anh không làm phước nữa, mà anh làm ác nữa thì nó thụt lại. Còn làm phước nó kéo lên, có vậy thôi. Còn cái mà gọi là coi bói mà âm dựa thì nó dứt khoát. Nhưng mà cái người coi bói nó có hậu quả về sau. Hậu quả về sau là anh nói thêm, anh mà nói đúng không sao, mà anh nói thêm là anh chịu. Ví dụ người ta nói ngày mai anh bệnh đó, cái bắt đầu hù, bệnh chết rồi. Thì hù đó, để chi? Để cúng gì coi mẹ gì đâu. Cúng đi bữa nay cúng 1 triệu nó sống có thêm 1 năm nữa thôi, cúng 10 triệu đi được 10 năm. Rồi là phá vỡ vật lý của người ta. Mình làm nghề trên trái đất này, nhà nước cho mình làm cái nghề gì, làm cái nghề đấy. Thấy không? Nhưng mà phải trung thực. Đừng có hù dọa người ta, chí nhất là hù dọa người ta. Mày không tin nữa mày xuống địa ngục rồi chết, cái câu đó là chết. Để chi? Để người ta cúng giải hạn. Thì mới có cái vụ cúng sau giải hạn. Cái đó người ta lừa mình thôi, chứ làm gì có gì cúng sau giải hạn. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, đạo Phật là đạo khoa học và trí tuệ, nhưng tại sao xin xăm bói quẻ, cầu an, cầu siêu lại có thể len lỏi vào đạo Phật được ạ? Bây giờ tôi hỏi con, mà ta nói hồi nãy là nãy cô Nguyệt có nói đó. Thời mạt pháp đạo Phật hoàn toàn không còn, biến mất hết. Năm pháp môn đầu cũng biến, mà pháp môn Thiền Tông ra cũng biến luôn. Thì làm sao? Thì nếu mà có cái đạo mà không có cái chuyện về làm sao, thì bắt buộc không hiểu cái Đức Phật dạy cái gì thì phải đưa cái đạo khác vô. Mà đạo khác vô để làm gì? Đạo nào mà đem vô thu tiền nhiều thì người ta đem vô, có vậy thôi. Có nghĩa là tôi nói thật là lợi dụng chùa để kiếm tiền, không nói kinh doanh, lợi dụng chùa để kiếm tiền thì bắt buộc phải đem cái đạo khác vô. Đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, giác ngộ hiểu biết từ con người vạn vật trái đất tam giới, giải thoát được, học được cái quy luật, thoát ra cái quy luật này. Đạo Phật duy nhất chỉ có vậy thôi. Nhưng mà ban đầu ông không dạy được thì ông phải dạy năm pháp môn tu. Anh muốn là 37 pháp quán đó, anh muốn thành cái gì ông Phật chỉ cho. Muốn làm giảng sư, kỹ sư, muốn lên trời ở cũng được, muốn làm thần cũng được, đó Phật thỏa mãn cho mình mà. Tự tại trái đất này và tất cả các cõi trên cõi trời đều có công thức tu hết. Trong giáo lý nó nói rất rõ ràng từ chi tiết của một cái công thức. Còn mình nói đây là mình nói tổng quát thôi, nói sơ qua thôi. Còn nếu mà ai đọc cái giáo lý được rồi thì nó xin lỗi, từ ly từ tí biết hết, không có sai sót cái gì hết. Vì thế mà đạo Phật đời mà pháp nó không còn là vậy. Vì thế mà ông Thích Ca mới nhờ Long Nữ là thôi con làm ơn con, đạo của Như Lai thời mạt pháp nó đã sai hết, bây giờ con làm ơn con công bố ra giùm Như Lai.
Thì Long Nữ đồng ý, nhưng mà Long Nữ đồng ý nhưng mà bà già bà làm không được, không sai, sai tôi. Sai tôi là bà cũng trả tiền tôi á, chứ không phải không đâu. Biết trả bằng gì không? Tiền thầy để gốc cây, một cây bán 1,5 lượng. Bao nhiêu tiền? Bà trả tôi đó, chứ tại tôi không nói gì. Bao nhiêu cây? Mấy chục cây đây, 1 cây 1,5 lượng tính đi. Lúc đó vàng quá tiền, rẻ tiền nhưng mà xây dựng nó rất rẻ. Hồi xưa xây dựng cái nhà này tiền công ông thợ có 80, thợ hồ có 50 thôi. Mà giờ thợ chánh giờ 400, thợ phụ 200 rồi sao? Bà mà không để mấy cái gốc cây chắc tôi không làm. Bởi vì tiền thì con đừng có lo. Thì bây giờ bà trả mà không lẽ bà mất vô đó tôi không lại tôi. Nhưng mà nói đúng là bà mất á, bà sang cái sạp giải ngày xưa đó là tính ra là 140 lượng vàng, bà cho tôi phần nửa. Nó thôi má lấy này bà cắt cái chùa còn nhiều rồi cho con á. Mấy anh không cho, tại vì mày có cái nhiệm vụ mày thế tao thì tao phải cho. Mấy anh kia người nào không có tiền hết thôi. Giàu không tôi có lúc đó còn đi học, có làm gì được đâu. Thành ra bà cho tôi tiền. Thì bà nói má cho con chứ không phải cho con xài nha. Nhớ mấy cái quyển sách này là mơ viết ra kìa. Nhớ học đi vô, đọc sách triết học thì nhiều. Học ba mình học về nghề bà biểu học về triết. Đã nói, về sau con phải nhờ cái này con mới hiểu được cái này. Nếu mà con không học triết học thì hoàn toàn cái này con làm được. Vì thế mà tôi nhận rồi sau này dường như là nó bà dạy tôi cái cách để mà viết cái này ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Trần Văn Nga ở Thái Nguyên hỏi: Thưa bác, không đổ rác, quét nhà hay làm đổ vỡ trong ngày mùng 1 Tết, quan niệm này có đúng không ạ? Ôi, bây giờ nói thì không lẽ gì mùng 1 không ăn, không một không mà không một đi tiểu. Chuyện tầm bậy không? Nên bậy đặt ra chứ. Thế giới vật lý này không có cử cái gì trò trơn á. Chỉ đúng luật thôi chứ không có cử. Cử là cử sai luật. Cử mà chạy xe đèn đỏ đừng có chạy, có vậy thôi. Chứ mùng 1, mùng 2, mùng 3 gì cả. Đừng có làm cái chuyện. Bởi vì tôi nói là cái sách Phương Đông đó, đốt mẹ nó hết. Xài sách Phương Tây. Mấy ông Tây có ông nào cúng không? Đó. Thì bây giờ mấy ông Tây có ông nào chết sớm không? Có nhiều khi người ta không cúng mà người ta còn sống lâu. Bởi vì cúng cái khói nhang vô nó còn bệnh phổi nữa. Thấy không? Mình phải hiểu cái thế giới này. Tại mình không hiểu. Nghe ai nói gì cũng tin. Bởi vì tôi nói là làm ơn tu theo đạo Phật Thiền Tông, tu bằng trí tuệ. Đừng có tu mù. Đừng nghe ai hù cũng sợ. Đừng có xài cái này. Đó, phải tu. Bắt đầu mình hiểu cái này thì làm ơn. Đừng có đi xem bao gì đó. Xem sách Tàu nữa. Đừng có xem sách nữa. Xem sách Thiền Tông thôi. À, còn nếu muốn xem mà ấy thì Đại Thừa mấy miễn sách mà thường thường nói đó. Có giá trị mình đọc mấy quyển sách đó. Thì tự nhiên mình mà mình hiểu rồi thì không sợ. Còn thứ không hiểu chập chờn, nghe ai nói gì cũng rung. Giống như mình đi đường mà hiểu luật lưu thông rồi. Ông đừng có hù tôi. Chừng mà mình không biết luật lưu thông rồi mình đi tầm bậy rồi nó mình chết. Người ta mới hù mình được. Chứ tôi biết luật rồi, thế gian này tôi đã biết được rồi. Thần người ngã quỷ bây giờ nói cái ông đó cái miễu nó lên. Tôi biết rồi, ai lên ai ngậu trong đó. Thì mình đâu có sợ. Mình biết mình vô mình không sợ nha. Còn nếu mình không biết thì không núm. Đốt nhang con không dám đứng thẳng nữa. Phải cung và lại mình lắc nghiêm chỉnh. Trời đất ơi. Nó mình đã hiểu cái này thì thôi. Thì bởi vì tại sao cái Thiền Tông này nó nói cái thời khoa học. Thời khoa học ta mới hiểu chứ, nói cái thời trước ông nội ai hiểu. Ông nói cái chuyện mà không gian, nền văn minh không gian là cái gì. Rồi
Giờ đi hỏi mấy cái ông ở trên rừng, hỏi nền văn minh không gian gì ông đâu có biết. Rồi con hỏi tiếp đi. Bộ sách Thiền Tông có lực dương rất mạnh, trong trại cải tạo thì có lực âm rất rất lớn. Vì sao bộ sách Thiền Tông lại có thể được đưa vào trại cải tạo và có một vị phạm nhân lãnh án chung thân giữ gìn và đọc được ạ? Cái chuyện này đừng có nói tầm bậy. Chuyện ta anh ở tù thì thôi, chung thân thì kệ chứ còn cái gì. Bây giờ tôi nói thiệt á, tuy là nhà nước cho tự do tôn giáo, trước khi anh tử hình anh cũng vẫn được đọc sách chứ không phải không. Nhưng mà nên nhớ là tất cả những người trong đó hoàn toàn không đọc được cái này, thấy không? Bởi vì nó vô không chịu nổi đâu, thì đừng có mong mà đem cái này mà vô mấy cái trại tù thôi. Vô trại tù được với điều kiện anh cầu nguyện được, mà cái đó nó thuộc về âm, cầu nguyện thuộc về âm thì được, chứ đừng có nói vô Thiền Tông mà đưa này không ai vô đâu. Ông về bằng trưởng trại giam ổng không cho vô được. Nói thiệt cái này khó lắm chứ phải thôi, đừng có mơ mộng cái chuyện đó. Còn nếu mà có nhiều khi cái người đó mà ngày xưa nó có công đức nhiều mà nó bị bôi nặng quá, mà nếu mà vô đọc được cái này nó mở cái kia liền, nó phá liền cái này đó. Nhưng mà cái này hiếm lắm chứ không phải ai cũng làm được cái này đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Những người viết được văn thơ kệ về diễn đàn đạo Phật Thiền Tông thì có phải họ lấy từ nền văn minh không gian xuống hay không, hay họ lấy từ bên Phật giới thanh tịnh mà tuôn chảy ra? Bây giờ nè, cái ai cũng có văn thơ chứ không phải là không có, nhưng mà đều tại vì nó bôi hết đi thành mình không thấy. Chứ ai cũng vậy, ai cũng thể làm văn thơ được, nhưng mà cái người đó âm nó bôi nặng quá, cái văn học nó không phát hiện được, có vậy thôi. Chứ còn nền văn minh không gian gì, nền văn minh không gian là mình muốn nói là cái chuyện mà phát minh đó, thì mới gọi là nền văn minh không gian. Ngày xưa không hiểu cái gì, ông kỹ sư đóng mò, chưa ai biết, thì cái đó mới gọi ông phát minh ra, gọi là lấy nền văn minh không gian, mà ông có cái nhiệm vụ mới lấy được nha. Một kỹ sư hay bất cứ người nào có cái nhiệm vụ đó thì người ta mới lấy được. Còn mình ở đây văn thơ kệ là đi nhái lại với cái những cái người xưa à. Mình đang đọc cái này, cái tự nhiên nó phát ra đó, tự nhiên nó có cái văn thơ nó phát ra, nó không phải trong không gian mà nó tích lũy từ ở trong cái tàng thức của mình nó đưa ra. Thấy không? Vì thế mà có người thì nói hay, người nói dở là cái chỗ này nè, tùy theo cái tàng thức mỏng dày của mình. Có nhiều người ham muốn nhiều cũng được, ham muốn thì nó cũng phát ra. Nhưng mà nếu mà nó phát ra mà nó cái lực âm nó mỏng á thì nó hay, rất hay. Còn cái ngược âm nó dày thì nó hơi chập chờn, cái tiếng nói, cái văn thư nó không có hay, nó vậy thôi. Cái này nó không, mà nó là do từ trong tàng thức đưa ra. Còn nền văn minh không gian là cái người nào có cái nhiệm vụ. Thí dụ tôi nói như ông Bôn Ghét á, ha, hồi đó là cái gì điện từ không có, mà ông tự động ông phát ra là ông lấy của nền văn minh không gian mà đời trước ông đã làm, bây giờ ông trở lại ông làm thôi, chứ không phải cái nào ông lấy nền văn minh không gian, không phải đâu. Cái mà thơ kệ thường thường ở đây là nó lấy từ trong cái tàng thức của mình, còn cái nền văn minh không gian là nó lấy những cái phát minh, ta gọi là lớn lao, ta gọi là phát minh. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại vì sao một kim thân Phật bên Phật giới lại có thể to lớn tương đương một hành tinh, hoặc có thể to hơn một hành tinh bên tam giới này ạ? Bây giờ mình ở đây á, cái phạm vi của mình là một cái con người cao lắm, là hai thước rưỡi cao thôi, so sánh lại với cái trái đất này. Còn nên là nếu mà con người sống trong cái Phật giới, nó không có cái không gian mà nó không có giới hạn. Vì thế mà anh bơm công đức vô bao nhiêu cũng được hết.
công đức vô bao nhiêu nó cũng lớn, có nhiều khi nó lớn hơn trái đất lượng một vị Phật, có nhiều khi một vị Phật nó bằng con người mình thôi. Vị Phật về Phật giới nhỏ nhất cũng bằng con người mình thôi. Còn nếu mà nó lớn thì nó có thể lớn hơn cái địa cầu luôn. Đó là do cái công đức đó. Mà tôi nói thiệt, trong cái cụ mà 93 tuổi này, bà này về tôi bảo đảm hơn cái trái đất luôn, lớn hơn trái đất luôn. Về bển nó định hình một kim thật bản lớn hơn trái đất luôn, chứ không có nhỏ đâu. Đó là vì chưa hy hữu, chưa có ai mà bây giờ nè, mới có mấy ngày đây mà nó nghe nó rất nhiều người, thấy không? Rồi bây giờ sao? 10 năm bả nữa bao chết đi, rồi sao? Nó phù, nó bơm vô bả biết bao nhiêu ký hơi nữa, bao nhiêu ký công đức nữa. Nó mình phải hiểu, hy hữu lắm. Lắm. Mà nên nhớ là khi một vị Phật ra đời, công bố vị ký chỉ một hoặc hai người hết, không có lần thứ ba đâu. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Chân như ở bên Phật giới và chân như ở bên Tam giới, tất cả mãi mãi vĩnh trường, không bao giờ biến mất, không bao giờ chết đi. Chỉ khác nhau là Phật giới thì vô sanh, còn Tam giới thì tử sanh luân hồi. Có phải như vậy hay không ạ? Bây giờ giải quyết cái chữ chân như nè. Chân là chân thật. Cái gì chân thật? Phật giới cái gì chân thật? Thấy, nghe, nói, biết và ý là chân thật. Điện từ quang là chân thật bên đó. Còn bên đây là cái gì? Cũng chân như vật lý, đất nước gió lửa, dù anh đi đâu nó cũng, nó đi đâu nó thành cây, đi rớt xuống nó cũng thành đất. Con người cũng vậy, còn sống đi nó dốc vậy chứ mẹ chết thì nằm cũng xuống đất. Nó là cái chân như, cái gọi là cái chân lý của vật lý mà mình tạm gọi là chân như. Bên kia thấy, nghe, nói, biết, ý và mới gọi là chân như. Chân là cái chân thật, như là nhớ vậy không biến đổi. Nhưng mà tại nó vô quy luật vật lý, nó phải quay theo vật lý, thành ra thấy nó biến đổi. Thấy không? Bởi vì nếu mình nói á, thì giờ mình mới so sánh cái này là so sánh bằng cái gì? So sánh bằng một nguyên tử đất. Tuy là nó kết hợp nhiều nguyên tử nó sẽ hình người, nhưng mà cá thể của nguyên tử đất hoàn toàn không thay đổi. Nó chỉ kết dính tạm thời, chỉ duyên hợp kết dính thôi. Hàng tỷ tỷ tế bào nó kết hợp trở thành con người. Khi nó mất ra thì nó trả rời. Tất cả hàng tỷ tỷ cái tế bào nó cũng phải trở về cái chân như của đất, rồi chân như của nước, chân như của gió, chân như của điện. Thấy không? Nó không có khác cái nào. Cái chân như kêu bằng chân như không biến đổi chỗ này, mà nó duyên hợp nó sẽ biến đổi cái hình thể. Chứ sự thật đất không thể nào mà mất. Bây giờ mình nói nè, ví dụ là nước đi, thấy á, mình thấy một ly nước, chứ sự thật ở trong đó biết bao nhiêu cái nguyên tử nước ở trong đó, thấy không? Nhưng mà nó rồi nó có luân chuyển đi đâu rồi, nó cũng là chân như của nước. Bên kia cũng vậy, chân như là cái chân thật không biến đổi. Bên đây là đất nước gió lửa điện từ âm dương, còn bên kia điện từ quang công đức và Phật tánh. Đó là bởi vậy đó. Và cái công đức này nó phải ở tạo, vì thế giới vật lý này nó mới tạo được công đức, còn thế giới kia hưởng thôi. Kể như đề qua về học giới cũng là hưởng thôi, về lên cõi trời cũng là hưởng thôi. Đó, mình phải hiểu. Bởi vì thế giới này tại sao mà Đức Phật nói là thế giới vật lý âm dương, mà trong âm dương này quay thì nó mới tạo ra cái công đức này nè. Mà nếu công đức mà nếu mà có vị Phật mà vô đây có liền, về liền, không ở đây. Nhưng mà nên nhớ là không ở đây, không nếm mùi được trần gian thì cái công đức không giá trị. Thấy không? Phải nếm được mùi trần gian thì công đức mới giá trị. Rồi con hỏi tiếp đi. Ở bên Phật giới luôn luôn lúc nào cũng sáng vàng, có phải như vậy hay không? Đúng rồi, nó sáng sáng vàng thôi. Đó, bởi hình thế cũng như bây giờ nè, mình ở trong cái vùng mà gió bụi á, thì lúc nào mình cũng thấy gió bụi. Còn ở chỗ trời trong mây tạnh thì lúc nào cũng trong mây tạnh thôi. Ở trong này thì nó có trắng, có đen, có vàng đỏ, rồi nó có âm dương lớn nhỏ, còn bên kia nó hoàn toàn một thứ thôi.
một chân như Phật tánh và kim thân Phật thôi. Và điện từ có vậy thôi chứ nó không bấy ba cái này nó là chân như nó rợn. Bên nó cũng duyên hợp chứ không phải không duyên hợp, nhưng mà nó không có cái vật lý, nó không có cái âm dương. Chứ nếu mà bên đó nó có âm dương giống như mình thôi. Mà tại vì bên đây nó có đóng khung, cái tam giới nó đóng cái khung lại, nó tạo cái lực hút, thành nó mới thành một cái tam giới được, rồi hình thành trái đất, hình thành con người được. Bên đây mà không có lực hút thì hoàn toàn không có gì được hết, không có lực hút được, hoàn toàn không hình thành bất cứ cái gì. Rồi con hỏi tiếp đi. Giảng thiền tông là bị ác đức. Nếu có người hỏi về thiền tông thì mình chỉ giúp họ nghe hoặc nghe đọc sách thiền tông, hoặc cho họ nghe giải đáp về thiền tông, chứ mình không được chia sẻ về kinh nghiệm của mình, có phải như vậy không? Không phải không được kinh nghiệm, nhưng mà tùy theo. Bây giờ người ta mình hiểu rồi mà ta đọc tới đó ta không hiểu, mình được quyền giải thích cho người ta. Nhưng mà có một điều á, đừng có kiêu hãnh về cái giải thích này. Có nhiều người á, mới cũng giống như mình, mới học lớp 5 mà đi ra dạy học cũng được. Mình vô thiền tông ít ra mình phải đạt được cái tiêu chuẩn cao thì mới ráng giúp người ta được, nhưng mà giúp trong giới hạn. Chừng nào mà mình được quyền giúp người ta làm thầy người ta thì mình phải được kêu bằng nối tiếp dòng thiền tông mới được quyền làm cái này. Còn thí dụ một Phật gia, một thiền gia được quyền giải thích thôi, không có được quyền làm thầy, được quyền giải thích thôi. Không phải giống như ở thế gian, anh học cao cỡ nào, anh không có cái bằng cấp thầy giáo thì đừng có đi giảng người ta. Thấy không? Còn nếu anh không có mà anh giảng, tức trong đó anh có cái suy nghĩ, bởi vì trong cái văn học, trong làm thầy giáo nó có cái đạo đức nghề nghiệp phải tuân thủ cái này. Anh không có đạo đức nghề nghiệp là anh làm thầy giáo không bền. Thiền tông cũng vậy. Anh không được cái bằng nối tiếp dòng thiền tông. Vì nối tiếp dòng thiền tông nó có cái bài giảng dò đặc biệt. Thấy không? Anh không cách nào anh phá vỡ được cái này thì ta mới truyền cho anh. Ta mới cho anh nối tiếp. Chứ không phải nếu thấy tôi giỏi, tôi có tiền, anh nối tiếp dòng tông. Anh chết. Anh giỏi, anh có tiền mà nối tiếp dòng tông, tôi không quá 3 ngày anh đi tiêu. Đó, mình phải hiểu cái nguyên thế giới vật lý này khủng khiếp lắm, chứ không nhỏ đâu. Bây giờ tôi nói là tất cả những người tu hiện giờ nè, bao nhiêu người tu, có ai biết được chữ giác ngộ không? Chứ đừng có nói chi giải thoát. Đó, rồi mà bây giờ ra xưng đủ chuyện hết rồi sao? Vì thế mà cái thiền tông ra đời, ông Phật ra đời để nó chuẩn lại. Môn đồ của Như Lai là một trí tuệ khoa học, chứ không phải môn đồ của Như Lai là một người mù đi lừa người ta. Tuyệt đối môn đồ như vậy đừng đi lừa ai hết. Thấy không? Thế giới vật lý đừng tuyệt đâu, nên nhớ là thế giới vật lý nhân quả. Lừa thì bị, lừa người ta bị ăn bao nhiêu đâu. Giờ thí dụ giờ mình 70 tuổi còn sống bao nhiêu năm nữa, đi lừa người ta làm cái gì? Đó, rồi mang cái quả nữa. Mà một lần cái thiền tông nó đã qua rồi thì đừng có mong trở tìm nó lại được. Đó, thì ở bởi vì ông Phật nói thiền tông đi ra đời nó đã qua rồi, giống như con rùa mù ở dưới Thái Bình Dương mà đi tìm cái bọng cây trên Hy Mã Lạp Sơn, mù mà còn đi cái đội trường vậy, nó khó khủng khiếp vậy chứ. Vì thế mà thiền tông ra đời phải trân trọng nó và quý nó, thực hiện đúng theo tôn chỉ của thiền tông. Còn nếu mình không làm được đừng. Bây giờ tôi thấy có nhiều người không phải là người thường mà ông thầy còn đi ăn cắp cái chuyện này, đừng có làm gió nữa. Tôi nói thì cái người mà nói này đâu phải tôi nói hết ra đâu, tôi dạy gì tôi nói hết đó. Ông Phật cũng phải bị giấu lợi, một ông thầy dạy thì phải giấu nghề, chứ dạy hết thì họ tới mà ông già rồi mấy học trò đập ông chết luôn á. Thấy không? Phải hiểu cái thế giới như này nó là vậy. Giờ con hỏi tiếp đi. Còn nhiều ít. Nó hết thôi. Hiện tại dừng buổi giá ngày hôm nay
Chiều hôm nay không có giải đáp. Mời quý vị tập trung ở chai đường dùng cơm chay ạ. À.